Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp công an nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh lão khoa đây. Chứ phải tôi đấm cho lão khoa. Tôi thật. Anh chỉ lão vô cùng cứ xin lỗi chị chỉ vào mặt của anh. Mà anh ấy không hợp tác với những cái anh công an của phường của thành phố. Đấy là cái khi mà đấy lúc 10 giờ cho đến lúc 2 giờ anh ấy ra về. Anh bỏ anh về đấy. Anh về đấy. Là không cái lúc nào anh ấy ngớt mồm anh chửi rủa chúng mày.